Xin chào các bạn, hôm nay lại tiếp tục ra một video nữa về cây mộc hương. Cây mộc hương này chúng tôi ươm trồng mục đích là để cho cây thoát thân thật cao hơn nữa. Thì cây ở đây là có cây đã thoát thân khoảng trên 1 mét và từ 80 sang đến hơn 1 mét. Như các bạn nhìn đây, những cây thoát thân rất là thẳng đúng không ạ? Lá cây cũng được ươm rất tốt và hoa bắt đầu ra giờ lở ra lộc. Và cái thời điểm giáp Tết này thì cây đang rất là sốt, giá mộc hương rất là dao động. Nhưng vườn ươm cây giống mộc hương Tam Đảo của chúng tôi thì là vẫn giữ nguyên giá và niêm yết giá không thay đổi. Thì tôi đang đứng ở vườn ươm cây giống cây mộc hương Tam Đảo. Như các bạn nhìn ở bên đây là dãy núi Tam Đảo, để chứng thực cho các bạn thấy là chúng tôi đang ở vườn ươm cây giống tại chân núi Tam Đảo, có địa chỉ tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đó. Và khách hàng muốn liên hệ mua cái cây mộc hương giống trực tiếp này từ vườn ươm cây giống Tam Đảo của chúng tôi thì xin vui lòng quý khách liên hệ theo số điện thoại 0976 836 586 hoặc số điện thoại 0966 147 586. Chúng tôi luôn luôn có những nhân viên trực tiếp trực điện thoại để nhận điện thoại nghe của quý vị gọi đến và để tư vấn cho quý vị về kích cỡ cái cây mộc hương khác nhau và cũng như là về giá thành của từng loại. Thì đây là mộc hương ta. Thì cái cây mộc hương ta này, lá đây, quý vị nhìn đây, lá chúng tôi chăm rất là tốt và hoa lở rất là đẹp. Hiện nay đang giao hoa rất nhiều. Và có cây này thoát thân hơn 1 mét và hoa đang lở ra. Đó. Và chúng tôi đang ươm trồng rất đúng quy trình, mặt đất lúc nào cũng giữ ẩm cho cây để cho cây phát triển và trồng trong bóng râm. Đó, trên này chúng tôi còn phải chắn thêm cả bạt lưới đen để giữ độ ánh sáng chuẩn cho cây để phát triển. Để ươm cái cây này đúng cách thì cái cách trồng của chúng tôi có cái cách trồng theo cái công trình nghiên cứu của các kỹ sư ở Tam Đảo truyền lại. Và bây giờ chúng tôi đã ươm giống thành công những cái cây mộc hương thoát thân rất là tốt. Cây này chơi khách hàng chơi Tết hoặc là chơi cảnh đẹp trong nhà thì rất là tuyệt vời. Thì để mua cái cây này trực tiếp từ giống của Tam Đảo cũng như là ở tại vườn Tam Đảo, quý khách có thể lên tận xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để mang cây về hoặc liên hệ theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi vận chuyển cho khách hàng. Giá thành của cây này chúng tôi cũng niêm yết giá rất là rõ ràng. Chúng tôi luôn luôn giữ giá niêm yết. Thì để biết được giá thì khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi ở số điện thoại bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo để chúng tôi phân tích thêm về những cái cây mộc hương ở chân núi Tam Đảo. Xin chào.